chào ông. Xong về với vợ hỏi bên sao cổ nó quẹo quẹo. Tìm vị trí để Phúc ơi. Coi hơi chỗ nào ổn áp đứng. Số lạ vậy? Số lạ hả? Ra đi giao hàng á. Mỗi lần chích nó mấy tiền. Năm đầu tiên là 900. Vậy mấy? 4 mũi. Mỗi năm dặm mũi. Là 4 mũi 900. Ừ. Còn sau thì dặm bao nhiêu thì tính sau? Thì dặm 1 mũi là 2 rưỡi đó. Ừ. Chích 5 mũi. Thuốc đó là thuốc gì? Vaccine. Dạ, phòng cái gì vậy? Phòng bốn bệnh gì của nó. Tụi nó nhiều bệnh. Mà chị chích cho con Lily với con kia nó chích gì đâu. Chích chứ, con kia chích con kia. Con kia mới cần. Con kia chích tới giờ chích rồi mà vẫn còn nhỏ rồi không. Su cần à. Ý là nhỏ là đi chích rồi nhưng mà vẫn còn cái đau đau miết kìa. Họ nhỏ nhỏ họ đi chích rồi. Alo. Dạ alo. Chị nghe em ơi. À chị, tối bên Hoàng Diệu chị có làm không? Hả? Ở bên Hoàng Diệu chị có làm không? Có em. Dạ dạ. Ok ok.
Về kinh. Thank you.